Ok, thì mình cũng đã luyện được một khoảng rồi ha. Như bạn thấy nè, cấp 13 này. Và đã mua skin cho cái con mà mình thích nhất luôn. Nhưng vẫn chưa được top 1. Thường thường mấy trận gặp mấy thằng mà spam kiểu như này đang spam này thấy không? Là thua. Có khi nó thoát ra luôn. Tầm nó thoát ra đó. Mình tin là kỹ năng mình đủ để có thể chơi hai đứa mà thắng. Chắc cũng nằm trong top 8. Energy trong này có cây tên là Havoc á. Oh man, cây đó quá trời mạnh luôn. Sao lượm được mấy cái ống nhòm mà không có cái súng nhắm nào đấy chứ nhỉ? Nè Havoc nè, mới nói xong luôn. Tao giữ cái này lại, lấy cái này. Hai team mà đang đấu nhau á là mình hay xen vô lắm. Bị mới thắng hoài á. Oh ho. Trong này thì mọi súng mình đã thử hết rồi. Và cái cây mà dở nhất trong này là cây Mozambique gì đó. Heavy round không cần đâu ha. Giờ xài Winman thì cần. Cái energy ammo á, nó hiếm hiếm sao á. Team mình, muốn qua bển nè. Chị nó chưa có lụm giáp nữa kìa. Rồi hiểu này luôn rồi. Một là xui, hai là gà. Oh man, quá rồi nè. Cái nào, cái này tầm này được rồi. Đây, được rồi. Không cần đổi, heavy. New kill leader, eyes out for him. Tôi nghe tiếng súng đầu đi ha. Mình nghĩ là mỗi hai trận như nó sẽ được top 1 thôi. Không khó lắm đâu. Trận này hên xui à. Trong này có mấy cái shotgun cũng khá mạnh. P-Skipper là cây mạnh nhất. Theo mình là vậy. Nghe tiếng nữa kìa. Nó nằm ở ngoài vòng á. Mấy cái team bên kia cho nên là nó sẽ qua đây. Mình cứ canh ở đây rồi mình bắn hết thôi. Mình đang chỗ này. Ồ, chắc nó tập trung đây chứ rồi. Chỗ này cũng bự lắm nè. Mà không có ai hết chứ. 10 squad tức là 30 thằng. Ồ, có kìa, có kìa. Ồ hò. Bẻ giáp rồi đó. Chứ không biết bên này đâu. Kìa thế này. Mấy thằng nha. Nó quàng, nó quàng. Oh man. Game này chỉ cần đi xung quanh mà lùm đồ thôi cũng được top 8 nữa. Ôi vậy. Một thằng. Hey. Đủ tôi. Lên cấp luôn. Nãy giờ chỉ cần ready thôi là vô game mới rồi. Nhưng mà để mở coi được gì. Nè không có gì hết. Ê. Mày nấp, mày nấp đi. Nè vô quốc nữa. Rồi còn hai thằng hả? Vậy luôn á. Nó chạy hết đi. Rồi luôn. Nó thoát ra luôn rồi. Thôi còn mình ăn nè. Đánh làm gì. Sao cứ mình nhảy hoài vậy, không có biết cái chỗ để nhảy. Team IP giùm cái đi.
Bao nhiêu lâu á? Vậy 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 vậy. What? Cái gì vậy? What? Gì ta? Tôi đi tìm. Rồi hay hay hay. Ok ok. Rồi rồi. Rồi. Còn nữa đó. Kìa kìa kìa. Reloading. Bắn hộp không? Ê. Trời ơi. Không nghĩ nó sẽ đi qua cái cổng á. Tại nó ngu tới vậy á. Cuối cùng nó qua thiệt. Mình có thể tự hồi sinh mình lại nè. Tại đồ hồi sinh của mình là xịn. Mà hơi bị lâu xíu. Rồi ok ok ok. Cứu bộ cứu bộ. Ôi trời. Này giết nguyên squad luôn kìa. Bà má lại. Đi đây. Quá trời nhiều thứ luôn. Thôi được rồi. Cái này là full phụ kiện luôn rồi nè. Ê. Có tiếng bắn súng rồi này. Đây nè. Ô kìa. Bắn gì ta? Gì đây? Gì đang khe đây? Ô, oh, bị phát hiện rồi, phát hiện rồi. Got the whole squad. Two other squads remain. Reload. Lộn đường. Bắn lộn thằng. Còn còn. Dễ quá. Rồi sắp top 1 rồi. Đưa lên. Illness. Rồi khỏi đi. Giờ còn hồi máu gì nữa. Thôi vậy đâu vậy. Top 1. Tôi lên để mình qua đây. Che trong này nè. Rồi top 1 rồi. Yeah. Ồ nhà team. Yeah đầu tiên là top 1 luôn. Quá đã. Rồi thì tập này mình sẽ dừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.